Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã trở lại với tiết học mỹ thuật lớp 3, chủ đề 10, cửa hàng gốm sứ. Trước khi học bài, các con sẽ chuẩn bị cho cô sách mỹ thuật lớp 3, giấy vẽ, đất nặn, màu vẽ, hồ dán. Ở tiết trước, cô đã hướng dẫn các con vẽ tạo dáng trang trí đồ vật mà các con yêu thích. Đến với tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các con nặn tạo dáng được một đồ vật mà các con yêu thích. Nhưng trước tiên, các con cần phải đạt được những yêu cầu sau: nêu được đặc điểm hình dáng, cách trang trí của một số đồ gốm sứ như lọ hoa, chậu cây cảnh, ấm chén, bát đĩa. Nặn và tạo dáng được một số sản phẩm như lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận của mình về sản phẩm. Cô cho mình cùng tìm hiểu hoạt động 1, khám phá. Các con cùng quan sát trên màn hình và suy nghĩ trả lời cho cô. Em hãy kể tên những đồ vật trên. Những đồ vật đó làm bằng hình thức gì? Chất liệu gì? Các đồ vật đó giống và khác nhau như thế nào? Em có nhận xét gì về màu sắc và cách trang trí trên? Chúng mình có 10 giây suy nghĩ và trả lời câu hỏi cho cô. Qua quan sát, các con sẽ thấy có những đồ vật như cái cốc, cái bát, bộ ấm chén, bình đựng nước, cái đĩa, lọ hoa và cái cốc. Các sản phẩm trên được thể hiện bằng hình thức khác nhau như vẽ, cắt dán, miết đất nặn, tạo hình 2D, 3D và sử dụng các chất liệu như giấy màu, đất nặn, màu nước, màu sắc đẹp và ấn tượng. Các sản phẩm trên đều sử dụng họa tiết hoa lá, con vật để trang trí. Chúng khác nhau về hình dáng, màu sắc và cách trang trí. Qua hoạt động 1, các con đã tìm hiểu được đặc điểm về hình dáng, màu sắc và cách trang trí. Cô cho mình cùng chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Ở hoạt động này, các con sẽ tiến hành theo các bước như sau. Bước 1, nặn tạo dáng chi tiết các bộ phận. Bước 2, trang trí. Bây giờ, để các con nắm rõ hơn, chúng mình cùng xem đoạn video cô hướng dẫn nhé. Thank you.
Sau khi quan sát xong, cô cho chúng mình cùng chuyển sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Ở hoạt động này, các con nặn tạo dáng đồ vật mà các con yêu thích. Sau khi hoàn thành, các con có thể trưng bày, chia sẻ với người thân trong gia đình mình. Con tạo sản phẩm gì? Con sử dụng họa tiết gì để trang trí? Và màu sắc của đồ vật đấy như thế nào? Và các con nhớ, nhờ bố mẹ chụp ảnh rồi gửi bài cho cô. Cô chúc các con có thật nhiều sản phẩm đẹp và ấn tượng. Giờ học của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những tiết học lần sau.